Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu tới bạn một cái sản phẩm, đó là áo thun 3 lỗ 5 cotton 100% cao cấp New Fashion. Một ba lỗ sáp số tiền đây 23.750 đồng, rất là rẻ trên Lazada. Bây giờ mình sẽ mở ra bạn xem. Các bạn muốn mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua ở mô tả video hoặc trong comment video này. Thường những cái sản phẩm quần áo ấy thì được bọc trong cái túi ni lông đỏ. Mình để ý mấy lần mình mua rồi, 23.000 một cái, quá rẻ. Đây, hết rồi. Bên trong không còn gì nữa. Và đây, và màu xám 3 lỗ. Mình mua size L, hy vọng mặc vừa. Cao 1m7, nặng 55 cân, gầy. Tầm 60 cân, đẹp trai. Cảm nhận ban đầu khi sờ lên cái áo này thì vải khá là mỏng và mát. Mỏng thì nó sẽ mát thôi. Áo ba lỗ nam thì được rất nhiều các bạn trai sử dụng. Màu sắc thì nhẹ nhàng, thiết kế thì đơn giản. Nhìn sơ qua thì đường chỉ may khá tốt, không thừa không thiếu, ngon. 23.000 quá rẻ. Áo ba lỗ ở trước cũng toàn 4-5 chục loại bình thường, loại ngon thì cũng phải 6-7 chục. Mặc cái áo này thì dễ dàng phối đồ, rất là thanh lịch, trang nhã nhưng mà không kém phần trẻ trung năng động, và đặc biệt là đi tập gym thì rất là ok. Ok, bạn làm ngực to thì mặc thì phê thôi rồi. Cái này thì 100% cotton, mang lại thoải mái, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, phù hợp với các bạn trẻ yêu thích hoạt động. Đây thì tất nhiên là giờ mình sẽ mặc thử các bạn xem và đánh giá thôi. Đấy, có một chỉ thừa đấy, không phải chỉ thừa, nó dính lên áo thôi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.